Quả ơi, mày mang tao đi đâu vậy? Quá, thì ra mày đưa tao đến đảo vàng thật. Xong rồi Quả ơi, mình về thôi. Anh về rồi đây. Đây là vàng của nhà mình. Ông nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á mà vợ chồng thằng Thật á nó hết xây nhà cao cửa rộng, lại tàu khách trăm mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lén giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Tôi cũng đang tức anh ách đây. Có khi nào mảnh đất đó có chứa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Thấy chú thím giàu có như vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con Quả ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha, cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thưởng. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà, để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi.